Ta sẽ giải câu số 1 của dạng số 4. Aspirin hay còn gọi là axit acetin salicylic là một loại thuốc phổ biến được hình thành để giảm đau, hạ sốt và chống viêm. Nó hoạt động bằng cách ức chế quá trình sản xuất và những chất có thể gây ra đau đớn, sốt và viêm. Công thức hóa học của aspirin là C9H8O4. Đấy, bây giờ đề bài nó cái phần này là phần câu hỏi đúng sai. Đấy thì cái hình của cái bài này thì thầy để chung hình với lại của câu 2. Đấy thì các bạn có thể sử dụng cái hình của câu 2 để mình làm thành mô hình. Thế thì mình sẽ có aspirin. Đấy, công thức của aspirin này. Vẽ lại cho ta nhìn. Thì vẽ lại cho ta nhìn nhá. Đây. Được chưa? Gạch, gạch, gạch này. C này. Nối đôi O này. OH này. O này. C này. Nối đôi O này. CH3 này. Được không ạ? Đấy, công thức phân tử của nó là C9H8O4. Mà ta nhìn thế này thì mình vẫn chưa nhìn thấy rõ đâu. Các bạn thì tin là các bạn vẫn chưa nhìn rõ đâu. Nên thầy viết thêm một lần nữa cho bạn nhìn nữa là C6H4. Đúng không ạ? OOC. Được chưa? OOC. CH3. COOH. Thế nhìn này các bạn nhìn thấy là công thức cấu tạo của aspirin của chúng ta sẽ có nhóm chức COH. Cái này đúng. Trong một phân tử aspirin có chứa 6 liên kết pi, giờ đếm đó. 1, 2, 3, 4, 5. Có 5 thôi chứ lấy đâu ra 6. Nên là sai. Mà có đơn sửa lại là có 5. Công thức cấu tạo thu gọn của salicylic acid. Thế thì salicylic acid thì nó sẽ là gì? C6H4. Các bạn lưu ý đây là ester của alcohol nên nó sẽ là OH và COOH. Nên nó không phải là C6H4, COH tất cả hai lần. Sai. Đấy, nó chuẩn của nó phải là C6H4, COOH và OH ở bên dưới cơ. Nhá. Thủy phân aspirin trong môi trường bay sẽ thu được muối và alcohol là sai lầm. Bởi vì aspirin nó là ester của gì ạ? Của phenol. Nên là khi thủy phân ấy, thì ta sẽ thu được là C6H4 này, ONA này, COONA này, cộng với lại CH3 này, COONA này, cộng với lại H2O cơ mà. Đúng chưa? Vậy là thu được muối chứ không có alcohol, muối và nước thôi. Được chưa? Nên là sai tiếp. Thu được muối này và nước thôi. Ok nhá. Đấy là câu số 1. Đấy, các bạn cần chú ý.